Các thức vị cử tri da đen ở South Carolina gọi ông Bernie Sanders là New Kid on the Block, tên từ Columbia, South Carolina. Keith Amos là chủ một tiệm hớt tóc ở Columbia, South Carolina. Khách hàng vào tiệm ông chỉ để hớt tóc mà còn bàn chuyện thể thao nên tiệm có nickname là Sport Talk Barbershop. Trong tuần này, không khí trong tiệm rộn rã chuyện chính trị trước ngày bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ được tổ chức hôm thứ Bảy. Chủ tiệm Keith Amos nhận xét ứng cử viên Bernie Sanders không có hy vọng chiến thắng trong ngày này vì gần 2 phần 3 số cử tri tại tiểu bang là người da đen. Một trong những lý do cử tri da đen không bầu cho ông Sanders vì họ không biết ông là ai. Họ gọi ông Sanders là New Kid on the Block, trong khi đó họ biết bà Clinton là vợ cựu tổng thống Bill Clinton. Họ bầu cho bà vì thương hiệu Clinton quá lớn. Trong vài tuần qua, bà Clinton liên tục xuất hiện tại nhiều thành phố nhỏ của tiểu bang mà đại đa số cử tri là người da đen, là tầng lớp thường bị bỏ quên trong xã hội bảo chọn phương cách tiếp cận họ cùng với sự có mặt của các viên chức địa phương. Ngược lại, Thượng nghị sĩ Sanders chú trọng vận động ở các thành phố lớn và các trường đại học. Tuy nhiên, các cuộc vận động của ông còn dựa vào những người đại diện đang làm nhiều việc cho ông ở những nơi khác.